Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của dây leo điện áp. Về cấu tạo của dây leo điện áp gồm có một số các thiết bị sau, nhất là số 1 là cuộn dây điện áp, 2 là lõi thép, 3 là cần bẩy có gắn các tiếp điểm động, 4 là tiếp điểm động, 5 là tiếp điểm tĩnh, 6 là lò xo dựng tiếp điểm tĩnh và động để cho hai tiếp điểm này thường động, 7 là giá đỡ tiếp điểm. Về nguyên lý làm việc, tiếp điểm cặp tiếp điểm 4-5 sẽ được nối với động cơ. Do một nguyên nhân nào đó, điện áp đột ngột tăng lên, khi đó sẽ sinh ra một lực từ ở lõi thép số 2 lớn hơn và hút cần bẩy số 3 đi xuống. Lúc đó lò xo số 6 không thể giữ được tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động đóng lại với nhau nữa, làm cho cặp tiếp điểm 4-5 sẽ mở ra, dòng điện sẽ không được cấp xuống động cơ, lúc đó động cơ sẽ dừng hoạt động. Tác dụng của dây leo điện áp là bảo vệ cho động cơ khi xảy ra điện áp cao đột ngột. Thì với dây leo điện áp trong trường được sử dụng cho các loại động cơ có công suất nhỏ từ khoảng 150W đổ lại, thì dây leo điện áp sẽ có tác dụng đấu nối tiếp với một động cơ, thì cái đó sẽ bảo vệ cho động cơ. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của dây leo điện áp. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.